Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của Dược sĩ Đinh Hương. Trong video này thì tôi muốn chia sẻ về cái phương pháp đánh mỡ bụng. Vì hôm trước thì có một số bạn có hỏi tôi rằng là tại sao đi đánh mỡ bụng về thì bụng này còn to hơn và mỡ thì nhiều hơn. Thì tôi sẽ chia sẻ về cái phương pháp đánh mỡ bụng này để xem là nó có thực sự là hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng hay không. Phương pháp giảm mỡ bụng là gì? Phương pháp giảm mỡ bụng là phương pháp mà sử dụng lực để tác động vào vùng bụng để làm nóng cái vùng bụng lên và khiến cho cái phần mô mỡ trở lên lỏng lẻo hơn. Đánh mỡ bụng thì có hai cách, đó chính là đánh bằng máy và đánh bằng tay. Đánh mỡ bụng bằng máy thì là sử dụng máy để tác động lực lên vùng bụng để làm cho cái mô mỡ cứng rắn nó trở lên lỏng lẻo hơn. Còn đánh mỡ bụng bằng tay là cái phương pháp mà sử dụng tay để massage hoặc là kết hợp với các loại kem tan mỡ hoặc là kết hợp với xoa bóp bấm huyệt và massage trên vùng bụng để làm cho mỡ tiêu đi. Thì cái việc mà sử dụng đánh mỡ bụng ấy, nó sẽ có đem lại hiệu quả hay không thì các bạn hãy xem tiếp video. Đánh mỡ bụng bằng tay thì các bạn thấy rằng là nó được quảng cáo khá là hay, chẳng hạn như là nó kích thích cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất để giúp thanh lọc và đào thải mỡ thừa ra bên ngoài theo hệ bài tiết. Thì cái quảng cáo như thế này có đúng hay không? Thực ra cái việc mà chuyển hóa và trao đổi chất ở trong cơ thể nó là do các cái phản ứng, nó là do các cái quá trình chuyển hóa, do cái việc mà nhận tín hiệu của cơ thể thì nó mới sinh ra cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất, kết hợp với cái việc là chế độ ăn như thế nào và thói quen sinh hoạt như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và trao đổi chất trong cơ thể. Còn cái việc mà chúng ta chỉ đưa vào cơ thể một cái lực vào vùng bụng thì nó không thể nào mà nó kích thích cho cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất được. Cái việc mà kích thích một lực vào cái vùng ổ bụng như vậy nó chỉ giúp cho cái mô mỡ từ rắn chắc nó trở lên lỏng lẻo hơn, chứ nó không thể nào mà nó kích thích cho cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất được. Còn cái việc mà đánh mỡ bụng như vậy nó giúp thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể thì cũng không thể được. Thanh lọc cơ thể chỉ khi mà các bạn uống nước này hoặc đề tóc hoặc là các bạn sử dụng những cái phương pháp thải độc thì nó mới giúp thanh lọc cơ thể. Còn đào thải mỡ thừa ra bên ngoài theo hệ bài tiết thì cái việc mà đào thải mỡ thừa ra bên ngoài theo hệ bài tiết thì không thể nào mà diễn ra cái điều này được. Mỡ thừa thì không thể nào mà nó đi trong một vài giờ các bạn đánh mỡ bụng mà nó có thể đi ra ngoài theo hệ bài tiết, tức là theo đường nước tiểu hoặc đường phân được. Tại sao lại như vậy? Tại vì là cái phần mỡ mà dư thừa trong ổ bụng ấy, muốn nó có thể đốt cháy hay là bị loại bỏ thì là nó phải qua những cái quá trình sinh hóa, qua những cái cơ chế của cơ thể thì nó mới bị đốt cháy. Muốn bị đốt cháy thì trước hết là các tế bào mỡ nó phải giải phóng ra các axit béo nhờ vào việc phân giải chất béo ở trong tế bào mỡ thành glycerol và axit béo. Sau đó axit béo này nó sẽ được protein hay là các cái chất vận chuyển được tạo thành từ protein nó sẽ đưa đến gan và sau đó tham gia vào các cái quá trình chuyển hóa ở trong cơ thể để tạo thành năng lượng và CO2 và nước. Như vậy thì cái phần mỡ dư thừa ấy, nó phải được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng, và CO2 nước, nước thì sẽ được bài tiết theo đường nước tiểu hoặc là qua mồ hôi, còn CO2 thì sẽ được đào thải qua đường hô hấp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỡ thừa thì không thể nào tự dưng mà nó có thể đi ra ngoài cơ thể được, mà nó phải qua những cái quá trình chuyển hóa. Và quá trình chuyển hóa này thì nó phải cần có các cái chất dinh dưỡng, nó phải cần những tín hiệu của cơ thể thì nó mới chuyển hóa được. Đấy, chứ không thể nào mà tự nhiên chỉ tác động một vài lực vào mà nó đã truyền tín hiệu vào trong cơ thể để xảy ra cái quá trình mà đốt mỡ dư thừa ngay lập tức trong vòng một vài tiếng được. Tiếp theo là mỡ tan ra thì sẽ được đào thải qua đường tiểu và đường mồ hôi. Thực ra thì khi mà đánh mỡ như vậy thì nó tác động lực vào để làm cho các cái tế bào mỡ nó trở nên lỏng lẻo hơn thôi. Đấy, chứ nó tan ra thì nó vẫn nằm ở trong tế bào mỡ. Nếu như nó chưa có các cái quá trình chuyển hóa thì nó chưa thể nào mà nó bị đốt cháy được. Và nếu như mỡ mà đi qua đường tiểu thì sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì mỡ mà ra nhiều đường tiểu nhiều thì là những cái vấn đề bệnh lý, chứ nó không phải là bình thường nữa. Và mỡ cũng không thể nào đào thải qua mồ hôi được. Tại vì qua đường mồ hôi thì chủ yếu là nước mới đào thải qua đường mồ hôi. Và cái việc mà mỡ đi ra ngoài cơ thể nó phải qua những quá trình chuyển hóa, chứ không thể nào mà nó
tự nhiên ở dạng tế bào mỡ mà nó đi ra ngoài cơ thể được. Tế bào mỡ thì các bạn biết rằng là nó có thể thay đổi kích thước lên 20 lần so với bình thường. Tức là cái các bạn mà ăn quá nhiều năng lượng hay là cái vấn đề chuyển hóa bị rối loạn thì cái năng lượng nó tích tụ lại, nó sẽ được chuyển hóa thành các cái axit béo, chuyển thành các cái chất béo và nó được đưa dự trữ vào cái phần tế bào mỡ. Tế bào mỡ thì nó không đi đâu cả, nó vẫn nằm ở đó mà nó chỉ thay đổi kích thước thôi. Khi nào mà nhiều cái năng lượng dư thừa thì nó sẽ chuyển thành chất béo và nó sẽ tích tụ ở trong tế bào mỡ. Và tích càng nhiều thì cái thể tích của tế bào mỡ tăng lên thì là ổ bụng của các bạn nó sẽ tăng kích thước lên. Và mỡ thì sẽ được chuyển hóa hoặc là tiêu biến trong quá trình đánh máy rung thì điều này không thể nào xảy ra như mà tôi vừa phân tích ở trên. Do đó thì các bạn có thể thấy được rằng là những cái lời quảng cáo rất là hiệu quả về đánh mỡ bụng nó không thể nào mà nó thực tế và nó không hề đúng với những cái quá trình chuyển hóa ở trong cơ thể. Để loại bỏ được cái phần mỡ dư thừa này, cách tốt nhất là các bạn hãy thay đổi những cái thói quen ăn uống, những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày để đốt cháy dần cái phần mỡ dư thừa này là cách an toàn và hiệu quả nhất và giúp cho các bạn duy trì những cái thói quen tốt và các bạn sẽ coi đó là những cái công việc quá bình thường và các bạn không cảm thấy khó khăn và cái công việc mà giảm béo hay giảm mỡ các bạn cũng không phải thực hiện nữa tại vì là các bạn đã duy trì những thói quen lành mạnh rồi thì những cái việc mà mỡ thừa hay là tăng cân nó không thể nào mà nó xảy ra được. Và sau đây tôi sẽ đưa ra cách để giúp cho các bạn kiểm tra xem là cái phương pháp đánh mỡ bụng này nó có hiệu quả hay không. Thực ra thì khi mà các bạn mà đánh mỡ bụng ấy thì trước khi các bạn đánh mỡ bụng thì các bạn cứ cân đo cái khối lượng mỡ cơ thể hay chỉ số mỡ nội tạng để xem trước khi các bạn đánh mỡ bụng xem là nó là số liệu là bao nhiêu. Sau đó thì sau khi đánh mỡ bụng xong thì các bạn hãy cân đo lại để xem là cái lượng mỡ cơ thể và chỉ số mỡ nội tạng ấy, nó có thay đổi gì không thì điều đó mới đánh giá chính xác. Còn khi mà các bạn đánh mỡ bụng như vậy thì nó có thể là mất cơ, mất nước hoặc là mất mỡ. Nhưng mà cái điều mà mất mỡ thì rất là khó tại vì nó phải qua những cái quá trình chuyển hóa. Do đó tốt nhất là các bạn hãy nên xem xét lại khi mà định sử dụng cái phương pháp đánh mỡ bụng. Và các bạn cũng biết rằng là khi mà các bạn đi đánh mỡ bụng ấy, thì sẽ thường được tư vấn và được khuyên rằng là nên kết hợp với chế độ ăn hay là luyện tập thể dục thì nó mới hiệu quả, thì kết quả nó mới nhanh. Thì về các bạn luyện tập này, các bạn ăn uống và các bạn thấy nó hiệu quả thì các bạn cho rằng à cái phương pháp đánh mỡ này rất hiệu quả. Mà trước đây thì các bạn không chịu khó thay đổi những thói quen sống. Khi mà các bạn được đi đánh mỡ thì các bạn đưa vào một cái niềm tin rằng à, phương pháp này nó hiệu quả và mình sẽ nghe theo những cái sự chỉ dẫn, những cái tư vấn của những cái cơ sở của những cái người mà đang đánh mỡ bụng cho mình. Thì chính vì như vậy cho nên là các bạn có niềm tin và về các bạn thực hiện rất là nhiệt tình và nó đem lại hiệu quả nhưng thực tế đó là do các bạn duy trì cái thói quen sinh hoạt hàng ngày từ việc ăn uống vào việc luyện tập khoa học. Vậy thì tôi đã giúp cho các bạn thấy được rằng là cái phương pháp đánh mỡ bụng là thực sự là nó không có hiệu quả cho cái việc giảm mỡ bụng mà nó chỉ tác động một cái lực cơ học vào vùng bụng và nó có thể làm cho các bạn săn chắc hơn tại cái thời điểm mà khi mà các bạn đánh mỡ bụng. Tại vì khi mà đánh mỡ bụng thì sẽ tăng cái lực vào và làm cho cái bụng của phần ổ bụng của các bạn nó nóng lên và có thể là mất nước hoặc là khi mà các bạn massage bằng tay hay đánh bằng tay thì cũng tác động một lực hoặc là được sử dụng những cái kem tan mỡ và nó làm nóng và nó làm mất nước và làm cho bụng của các bạn có thể là săn chắc hơn và nhỏ lại hơn thì cái việc mà kích thước vùng bụng nhỏ đi đấy do là do mất nước đấy, chứ không phải là do mất mỡ. Cho nên là các bạn phải phân biệt được cái hiệu quả của nó khi mà sử dụng cái phương pháp này là gì. Và cái phương pháp đánh mỡ bụng ấy, nó có gây hậu quả gì hay không? Thì khi mà các bạn đánh mỡ bụng như vậy, đối với sử dụng bằng máy thì các bạn nếu mà các bạn mà sử dụng một thời gian dài mà với cái lực mạnh ấy, thì nó có thể làm cho cái da vùng bụng của các bạn ấy, nó làm mất cái phần cơ đi và làm cho cái collagen ở đấy nó bị suy giảm đi và khiến cho vùng bụng có thể lỏng lẻo và mất độ đàn hồi và sau này
rất là khó hồi phục cho cái phần cơ ở ổ bụng. Còn đối với việc mà sử dụng cái phương pháp mà đánh mỡ bằng tay thì nó có, nếu như các bạn mà đánh mạnh quá thì nó có thể gây là thâm tím, sưng đen cái vùng ổ bụng, và có thể thậm chí là nó ảnh hưởng đến cơ quan ở trong ổ bụng và ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Và nếu như các bạn mà được xoa những cái kem hay những cái dầu hay là những cái loại kem tan mỡ khi mà massage đấy, có thể là khiến cho các bạn bị kích ứng, hoặc nếu mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó trôi lỗi không đảm bảo chất lượng, nó có thể gây viêm hoặc là nó gây ảnh hưởng đến cái vùng bụng mà được massage. Thậm chí những cái nhân viên mà massage bấm huyệt mà họ làm không đúng kỹ thuật ấy, có thể khiến cho bạn bị đau bụng một thời gian dài. Đối với những người mà đánh mỡ bụng một thời gian dài, đánh và kéo để cho mỡ bụng giảm đi, thậm chí nó có thể làm cho cái phần cơ bụng của các bạn nó bị chảy xệ, bị nhão, và thậm chí là phải cắt cái phần da bụng dư thừa sau khi mà các bạn đánh mỡ bụng một thời gian dài. Như vậy thì các bạn thấy được rằng là đánh mỡ bụng thực sự là nó không hiệu quả trong cái việc mà giảm mỡ bụng, mà nó chỉ tạo ra cảm giác và tạo ra cái niềm tin để cho các bạn nghĩ rằng là nó có hiệu quả. Biện pháp tốt nhất để các bạn có thể có một cái vòng eo như ý muốn là các bạn hãy thay đổi những thói quen sống hàng ngày, từ cái chế độ ăn uống và luyện tập hàng ngày là cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe và có một cái vòng eo thon gọn. Các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua page Facebook Dược sĩ Đinh Hương với username a còng dinh dưỡng cá thể, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Gmail dinh dưỡng cá thể a@gmail.com. Các bạn đừng quên like và chia sẻ video để nhiều người biết được thông tin này. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều giá trị mới. Cảm ơn các bạn thật nhiều.